chính là của ông nhạc. À đấy ạ. Ông nhạc bán cho cái ông thức ở trong dưới bàn trong chú nhạc là chúng ta chú nhạc. Suối đấy. Nhìn là nhìn vẫn còn nguyên nguyên bản thế mà là hy sinh rồi, chết hy sinh rồi. Chết từ năm kia. Làm cái cây khô nghệ thuật được. Bán đẹp quá. 18 triệu đấy cho người chết. Nó mang về đây để cứu cũng cứu được. 18 triệu. Đấy, bây giờ để cho đây xong chúng nó khô, giờ này coi khô hết xong thế nào thì vừa nay để bảo quản đấy. Bảo quản. Đấy. 18 triệu một thời. Đẹp quá, nghệ thuật quá. Có mấy cái tay rơi đẹp quá. Trước là 3 tay rơi. Nó chết là gãy mất một tay. Chia bông chia tay hợp lý quá. Rất đầy. Cái này nó cong cong như xong về vít một thành thẳng. Đẹp. 18 triệu. Số gốc tre hay quá. Nghệ thuật. Cảm ơn chú nhá. Cây đẹp kinh khủng. Hôm nào đi qua đây cũng nhớ vào, may mà có dịp vào để quay phim các bạn. Một khu sắp với mặt đường Đại lộ Thăng Long ấy. Thì nó cũng nhỏ thôi nhưng mà toàn cây rất là đẹp. Xanh si đa đề rất là đẹp. Đấy. Đầu tiên là phải nhìn cái con đề này để trắng. Tí đã chúi ra thì đỡ sẽ khỏi giá. Chứ bây giờ nắng cực kỳ nắng, ngoài nắng kêu đốt. Đấy. Thì hỏa nó không tiện, mình chưa mua ngay. Cái đề nha. Cái đề. Cái đề rất đẹp, rất kỹ, để trắng. Bỏng tay rồi. Hôm nay thời tiết rất là nóng. Nắng nóng đầu tiên của mùa hè đây. Cây đề rất là đẹp. Rất là đại thụ. Mỏm đá nhô ra đây. Và nước ở bên dưới. Ôi, quay kỹ bên này một tí. Nắng rát hết cả mặt, không thể đi tiếp. Ở đây vừa ngắm cây vừa quay phim cây đẹp. Tí nữa làm quen với chú chứ bây giờ chưa quen quá. Chưa biết tên chú là gì, rất là ngại hỏi. Cho bác nào cần thích cây gì thì báo sau vậy. Cây mini tầm trung thôi, kích thước ấy, chứ không phải là tiền. Tiền thì em chưa biết mà giá cả nó như thế nào. Cây đề đa lông này. Đa lông em thì em không thích chơi đa, nhưng mà những cây đa mà các cụ làm thì đẹp vô cùng. Lúc lá nó nhỏ lại nó lông nó vàng vàng rất là hay, đậm chất làng xã. Đa dáng làng là đẹp nhất rồi. Đà. Cái kia ở ngoài đường tôi nhìn thấy cái cây xanh này nè, nghĩ nó bé nhưng mà khô mang rồi đấy, cây to. Ở đây mình thấy nó to, để biết như được. Ở đây mình thấy nó to, mặt đằng kia đẹp á, mặt đằng kia. Đây cái tầm.
hướng không ra được, hướng cái hàng rào đấy ạ. Chỉ cái mặt đằng kia thôi này, kiểu răm đi thì mỹ mãn luôn. Mâm xôi con gà, đúng mâm xôi con gà đó, thịt quê. Nhìn ngoài đường cứ tưởng nhỏ quá. Quay lại. Chú rất nhiều xanh đẹp. Rất dài, dễ Tết từ rất lâu rồi. Con này to hơi rối được không quay. Đóng đá kinh không? Hàng mini tắm mát ở dưới này. Nhờ bóng của những cây này. Nói chung là sân quê đó. Cái này làm biển dã man luôn. Sân quê đó. Đồ tùng, đồ tùng. Xanh dáng lại, cốt rất đẹp nhưng mà nó chưa được túi sửa không tùng quá. Đã lồng Đồng Tì Lào sự sống dã man cực thủ kìa. Không biết ăn bằng cái gì mà lá nó tinh đi như nâng sôi được rồi. Cực kỳ đẹp. Tí nữa tôi hỏi bà giá sau đó nhé, bây giờ chưa quen. Mới xin phép vào quay phim chụp ảnh. Xanh quê. Giờ lại thích gà rồi các bạn. Thật ra em thích ổi là chỉ vì là mua được phôi nó rẻ thôi. Đây của các cụ thì không chê được. Để nó được như này thì nó trải qua rất nhiều năm. Lá nó nhỏ lại. Đấy, nó xanh. Tây hoành nó đua ra thì Tây hoành đua ra rất kinh. Biết là còn sân quê nữa. Cốt thì rất đẹp, sân quê. Quê đẹp, chơi hết các bạn. Rất mini, chậu đẹp. Cốt đẹp. Rất lùn. Con này rất đẹp quá. Rất đẹp. Đẹp dã man. Xi dáng đình dáng làng, xi
chim đỏ tay chuột. Cào một bậc và quan thêm một tát này để trải một cái kín hoàn toàn, chỉ có xanh quê mới trải như này. Rất đẹp, cứ ra tôi sẽ xin số và post xuống dưới các bạn. Xanh quê bạc phong dưới cái nắng như thế mà xanh mướt. Xanh cơ bệ phía cổ biển nắng vẫn đốt cái điện thoại rồi. Xanh rất dã man. Bệ vệ cái này kích khủng bao nhiêu nhỉ, bông toán rất đầy điền một quả, đang rất nhiều quả. Rất đẹp không các bác?